thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi. Wow. Con này ấu tiên cu. Wow, đã quá. Lấy cái nón á. Hồi góc. Xung chơi luôn. Sau cuộc hành trình đi săn chuột. Anh hàng xóm tặng mớ cóc nè. Cây cóc này bự rồi nha. Cóc này cũng mấy chục năm á. Cái gốc này vĩ đại không? Cóc quá trời ha. Đây là người ta cho không? Ô mấy bạn làm gì đấy? Làm gì giấu vậy trời? Làm mới công khai chứ. Ừ vậy là không được nha. Đây đây thầy đang đang trong này là chuột gì? Chuột nướng mọi hả? Chuột nướng khum lưng. Khum lưng. Trời ơi, biệt danh dữ rồi. Chuột khum lưng nữa hả? Ông ăn chuột nướng mọi chưa? Chưa. Nguyên con luôn. Không dám. Sợ không? Lột. Sợ. Lột ra một cái nó chín còn ngọt hơn trong này nữa. Vậy hả? Ừ. Anh nướng rồi nó cháy khét đen thui da hết trơn à. Lột ra. Ngon lắm hả? Khoảng bữa rồi nó ăn rồi kìa. Bỏ vô đống rơm đó thì quay lại. Đó vàng rồi cả. Lột ra chứ đâu phải mười. Cây đó cây gì ta? Chanh. Chanh á, của ai hái vậy tơi bời trời. Nhà không à. Ồ nhà hả? Nhà ông đây nhà không à. Cướp, chạm. Ờ, nó vàng mới ngon. Thôi tắm rồi mình quay kết thúc nha, để tắm rồi đó. Tắm đi, tắm rồi ra, lấy vàng thật rồi. Tắm vàng thật phải không? Ờ, tắm rồi ra vàng thật. Hai ông ngoại đó hái trộm chanh nó gì ra. Lúa hái trộm chanh đó vậy. Ghê nha. Làm gì anh Bảo? À, Đình Bảo miền Tây quê tôi. Đình Bảo miền Tây quê tôi. Cái nhà đó ủng hộ anh Bảo nha. Thank you. Đó đang chụp chuột khum lưng. À, thôi để tôi vô tôi tắm ra tôi không lý nói cho được. Vô tắm trước cái đó. Lén mà nấu muối gì? Cục muối lén mà đoạn muối nó ngon. Trời. Cục muối hộp rồi. Nó thơm dữ à. Hả? Thôi thôi thôi. Chấp với bạn chưa? Để tôi ăn trước hả? Vô nó chết rồi. Chết trước hả? Chạy đâu? Ngon quá nha. Chuột nướng nóng hổi luôn. Chính tay bắt ăn mới đã. Chứ mua ngoài ông nội dám ăn. Chuột mua ghê lắm. Ngon. Nó để chỗ lâu cái nó ốm. Nó thơm mà thơm hơn thịt gà luôn kìa. Ngon bà cố luôn á. Thấy không? Rồi được rồi đó, giờ anh chạy đi đỡ đi. 4 xong rồi. Chết rồi. Chết rồi mất à. Anh giờ tắm đi em. Giờ tắm là không còn nha. Tấn nướng nướng cái gì mà đút tuốt vậy Tấn? À, anh Tấn của tôi. Riêng Việt nè. Riêng Việt hả? Trời ơi. Không? Rồi. Trời ơi, cái mướt không? Thôi cậy bàn lấy xương chấm nó không được. Lấy xương nắp thôi được à. Còn đây nè. Thôi chút ăn, chút ăn. Hai cái sâu này chín rồi nè. À, à. Chút mình chả này không ngon. Chút, không chút ngon. Ăn nè. Tôi vậy đó. Bởi thành ra giờ tôi tranh thủ tôi làm con. Còn mấy cây á. Cầm cây cho. Cầm cây xé cái đùi ăn. Thôi ăn ăn quá không hiểu anh tranh tận á. Đưa cho anh xé đi, đưa cho anh xé đi để anh. Xé ăn gì mới ngon. Chút ăn cái bọn. Chút lát tôi đổng ăn không ngon đâu. Chứ chứ là chả là ngán. Hấp dẫn quá. Những cho anh Hiếu biết nha. Mới mình ăn trước được không? Không, bỏ ăn luôn nha. Ngon quá. Chín rồi, sao rồi chín. Ngon, hết sợi luôn. Còn mấy
đó mới ngon. Nó mới mập à. Lá buốt hai con này cái là thấy là xỉn rồi đó. Xỉn mồi luôn á, ngon luôn á. Hết hết cho rượu ăn nó là hết rượu. Tính sự nó không mà tính. Nó quá mỡ rồi. Mở ra khinh khủng khiếp luôn ha. Cái con này giống con của thằng Sang đào trong cái hang đó. Ừ, con bự nhất á, đúng rồi đó. Đó. Ở trong trong hang trong đó. Chỗ gốc dừa á. À, trong trong cái lồng là đứng đều quản đó. Bự quá. Quay ha, quay nhẹ nhàng. Cho nó gõ xíu đi, cái khó quá, không có thấy. Không có ba con nữa. Mấy con này nè, con này nó ngon rồi. Con này. Cái sâu này nó giữ nè. Cái sâu đó phải nướng dừa. Cái sâu đó nó giữ á. Không. Chuột khum lưng cả nhà ơi. Chuột khum lưng. Tiếu quá. Nướng khum lưng đó. Chuột nướng khum lưng của Đồng Tháp à. Món này hấp dẫn ha. Nhìn thấy không? Thấy khum rõ ràng không? Khum rõ ràng luôn đó đó. Chổng lưng luôn đó. Chính này đó. Ừ. Để cho mưa. Mưa 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 mưa. 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 Quá chín nè. Quá trời. Cái sâu này nó teo dữ lắm rồi nè chứ sao? Đưa được rồi đó. Chín cái đùi nó teo. Nhưng mà nó vẫn còn giữ đâu mà mỡ vẫn đồ ngọt đúng không? Ừ, cái đồ mỡ trong bụng này nè nó vẫn còn giữ lại nhưng mà cái đùi teo. À. Mình băm cái bụng ra là vừa ngon nữa. Vừa đủ than luôn hả ta? Ướp hay đã vừa đủ than luôn. Dư than vừa đủ vậy? Thì đó dư than luôn. Thì muốn xong mới. Sát vô coi. Cái này không thấy than đâu, thấy chuột không? Thấy chuột hả? Rau răm hả? Rau răm nữa chịu gì nói. Rau răm phải có lít. Rau răm phải thiếu lít. Lít có lít. Quay đâu khui đâu không đem khui. Cái gì? Muốn nhập đi không luôn. Ta biết mày. Ta phải khui đi. Ta khui sao nó chuột hoài. Có được khui không? Trời ơi, chị ra gì cho tặng mấy bỏ nhỏ trời. Hấp dẫn quá cả nha. Giờ khó luôn. Nãy có khách bốn cái đùi chứ. Đang chuẩn bị lên mâm nha cả nhà. À, sống. Lẩu cua đồng. Chuột hấp mẻ. À. Quá nhiều, quá dữ. Con gì? Con gì nữa? À, hào hả? À? Hào hấp hả luộc? Hấp hả? Hấp, hấp. Hấp, à, hấp. Nó dễ chắc rồi. Đó, mâm đó hả? À, chuẩn bị. Hấp. Rồi chưa? Hào hấp xả hả? Thôi thôi, mới rồi nha. Hấp nước dừa á. Nước dừa xả đây nè, gớt con gì nè? Gớt con à? Nước dừa hả? Rồi. Ngon hả? Ngon đấy. Hấp dẫn quá cả nhà. Vô làm lại nha. 1, 2, 3, vô. Dữ lắm nha. Đây cũng dữ à. Hấp sợi nha. Giờ quý cũng được mà. Rồi, vẫn được. Nhấp tiếp. Làm luôn đừng nhấp. Làm luôn. Làm luôn. Không được. Ông ké, ké lúa nè. Vô đi, vô đi. Vô lại, vô lại, vô lại. Vô nha. 1, 2, 3 đi. Vô đi. Vô. 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 Lúa ngày hôm nay nhờ lúa mấy cô chú anh chị đây. Cảm ơn bác hai mấy chị. Đúng rồi, đây, cảm ơn hai. À, cảm ơn hai á. Nhờ lúa đúng rồi, đúng rồi. Nhờ lúa bắt nhịp cầu anh em mình mới có đúng không? Mời cửa chén. Rồi cả nhà nâng ly cái coi. Nâng ly nha. Vô nha. Mời cả nhà. 2, 3, vô. Vô.
động luôn. À. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Ngon quá, hấp dẫn. Ngon. Hết chảy nha. Húp rồi, ngon lắm á. Húp húp hơi bị ngon á. Gấp rồi. Ok nha, chào cả nhà nha. Để anh em nhập tiệc cái tự nhiên cả nhà. Đình bảo thì tôi chúng em sống cho tôi vui nha. Anh là tháng 10 10 đi. Có lươn, có cá, cá chốt cũng như là tháng 10 nước lũ mà phải không? Cá chốt á là cơ xả là ngon. Cá chốt trứng cơ xả ngon. Nước cũng vậy. Kho cũng ngon lắm, còn có khô rồi. Cơ xả. Cơ xả ớt ngon lắm. Đồng đỉnh là lũ đồng đỉnh lên. Cá chốt cơ xả ngon quá. Chốt là cá tiểu con ha. Đang thèm món đó. Có vụ đó nè. Đó là đại thỏa, không đang nhậu à. Còn đó thì em sẽ đem cũng làm mời đại diện. Đón vô. Lắm. Giao cho là gì hậu lý em đó là không biết là nghe. Nha ơi. Với lẩu cua đồng đây. Anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ. Ở đây mình có lò tỏi kéo ngon ha. Lò tỏi kéo. Có đất này có. Có không? Có không? Có đây có nè, lò kéo đây có nè. Có không? Lò kéo có không quý? Có chứ. Chú đâu kia? Anh kia hả? Có hát không? Có hát không? Có hát không? Anh đã bao đêm bao ngày mong nhớ. Ủa chừng phỏng đó anh em đang ở Tân Công Xính nha đó, Vũ Michael Bình mấy anh em thì đây anh hai gia chủ nha. Có coi cái clip nướng dê bằng tay chưa? Chưa. Ghê á. Ủa nó đứng bẹt hán đó chứ. Bỏ tài không luôn. Vô. Bảo là chơi vui mà. Mới làm chơi để kỷ niệm. No chưa? Mấy năm trước về nhiều lắm đấy. Quay ngõ rồi. Lẩu cua phải để cho xuống rồi đó, mới đạp cái dữ quá. Lẩu cua đồng hả? Thank you salamat. Không có này của em đó. Ồ, nếu đó. Hả? Của trời ơi lộn chén. Chứ là có bún vô. Con ít. Để tí bún vô. Thôi khỏi bún rồi bún. Thôi mày nha, thôi mày. Để coi đền nấu coi được. Cái gì vậy? Bảo gỡ là không? Ghe ở nhà nghe ghe. Bảo gỡ là hết trơn không? Đó. Quý nha. Để là nói cho tạm thôi. Lâu hàng. Vô nữa. Giờ bảo cộng chứ, vô canh nó cộng chứ. Rồi ơi. Ăn hết các bạn. Ăn hết cộng chứ. Ăn hết bà cháu. Dạ. Rồi mới khu cái đạp á. Mới ra cụng nữa luôn á. Hả? À, đây nè, trời ơi nhà đây mới cụng cái đạp. Mùi hổ nha. Không, còn nữa à. Mới không có gian nữa. Vô. Đạp ba kìa. À vô nha. 1 2 3. Tôi thấy có màu. Mà bảo bảo nguyên si hả? Ừ.
Bảo lúc nào mới bạn. Không phải. Anh em mình cũ á, bảo lúc nào mới. Không. Lúc nào mới. Trời ơi. Chuyện này quất cái ga liền mấy anh. Dữ lắm. Số 1. Số 1. Bung ra liền gì đâu. Quất cái ga liền à. Đó bà bà. Không, dạy đập ốc. Dỗ không cái. Trời ơi, chết chết rồi. Trời ơi, bà ơi, giấc mộng đầu nó xỉnh rồi. Tuổi mới đôi mươi em đang đồ đánh tròn. Gì nữa chạy. Hiểu là chạy cái gì á. Ai béo. Vô, vô, vô. Đúng các bạn à. Đây ngủ tặng anh hai. Rồi đâu về đây anh. Messi. Cô chí. Dạ. Thôi thôi để đây đủ không. Cái này là nó tặng anh hai để dành chân chơi uống gì uống mà xỉn á uống mà chát á ông nội đâu dám á uống sợ tối nó cứ nhớ là không có tới chừng ổng ngồi ổng ngồi chơi cái bàn chơi ổng uống rồi đỡ nó lên mà đỡ nó vậy ôi vậy đỡ ổng ổng ngồi chơi uống rồi đỡ ổng chơi lúa chuẩn bị lúa ơi chuẩn bị gà giao lúa gà. Vô kìa. Vô nha. Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn bị nha, vô. Vô luôn đi. 1, 2, 3, vô. Ghê đó. Vô cả nhà. À, hấp dẫn quá. Đây là rồi, chạy nha. Đây là cháu gì qua này, cháu gì? Cháu thằng ông. Thằng ông. Ông gì? Ông rẻ. Ông rẻ. Cháu ông rẻ. Cháu ông rẻ nha cả nhà. Cháu dẻ ngon lắm cả nhà ơi. Đó, đó con ông nè. Trời ơi, những con nhộng á. Nhộng á, con ông rồi, con ông luôn nè. Đây, 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 đây. Đó, đó. Nhộng luôn. Ngon hơn luôn dừa nữa cả nhà. Để ăn rất ngon, không ngon thiệt. Mà không dám ăn nhiều thôi. Dạ, dạ, gì đó. Vô vô luôn phải không? Lửa. Rồi bên này vô chưa? Bên này nãy giờ không vô gì vậy? Mời đi. Bên này bên phụ nữ nha. Hồi xí xái đi. Mồi nữa hồi xỉn đó. Bên kia rước rồi mời nữa hồi chết á. Tự mình xử mình không được. Yeah.
Dữ à. Yeah.